Hình ảnh của anh Nguyễn Văn Dũng này. Đó. Anh bị vỡ xe thân đốt của sống cổ C2. Đó. Cổ C2. Thì trên phim mặt cắt đây hình ảnh này. Vỡ đốt C2 đó. Rất là điển hình của đốt sống cổ. Đây ạ. Đó. Nhà thuốc dùng pháp mà đắp thuốc và uống thuốc thì trong vòng 35-40 ngày bệnh nhân có thể là đi lại và xương can hóa hoàn toàn rồi. Em chào anh ạ, vì sao mình vừa đốt sống C2 rồi? Xong rồi va chạm vào ô tô tải. Vâng, thì chúng em xuống điều trị cho anh nhé. Nhà thuốc chúng em dùng pháp đắp thuốc, uống thuốc nhé. Thì trong vòng từ 1 đến 5 ngày đầu, anh đau tăng lên. Thì em điều trị cho anh khoảng tầm 3-4 ngày anh khỏi cái này. Nào bó được cho lên chảo, sao nóng từ 1 đến 5 phút. Cho nóng, cảm giác sờ vào lá tầm 15-20 bộ là được. Rồi bắt ra. Nào bó thì trước khi được sao từ 1-5 phút nhé. Thì trộn đều này. Đấy, đổ rượu trộn đều. Rượu vừa tủ ẩm thôi. Sau đó lấy thìa. Trộn đều lên. Bệnh nhân không ngủ túi vải dài 30 phân đó, rộng 15 phân cho tất cả lá vào túi vải. Dàn mỏng lá túi vải này. Dàn thật mỏng, bám những lá. Rồi lấy một tấm giấy đấy, hoặc là một tấm vải vừa kích thước của lá. Có thể là bệnh nhân lấy một mảnh giấy vừa kích thước của lá này, hoặc có thể là lấy một mảnh vải. Vải rồi cắt vừa là kích thước của lá, rồi đặt mặt lá lên vào vị trí bị bệnh của bệnh nhân. Đấy. 5 ngày thay một miếng, 5 ngày thì sao lại 5 lần. Đấy, mỗi buổi chiều tắm rửa và sao 5 lần. Xong lại đổ rượu vào, sao từ 1 đến 5 phút. Bác cá chảo đổ rượu và đắp y xì như ban đầu. Còn chị ơi, thì nhân anh nằm xuống ra đi. Không, anh ơi, anh cứ nằm xuống. Con chào bà. Nằm xuống đi. Đó. Nhẹ nhàng đó nhỉ. Anh mình bị vừa đốt sống cổ C2 nhé. Thì nó vào đây rồi. Tôi lắp ở dưới. Thì dưới đó. Vâng. Cổ nó có lượng không? Dạ. Thế lắp xong mình có lắp cái này vào không? Lắp phải lắp gì anh? Không, em không lắp xong chắc phải lắp nó không lượng cổ nữa. Không, phải bắt động cổ mà. Đấy cái đai rồi. Chị ơi. Đó, chị vào đây cho em. Nâng nhẹ nhàng đi. Thật nhẹ nhàng, có thể em đưa nán. Đó, quay anh vào. Nâng thật nhẹ thôi.
Rồi, hạ nhà hàng xuống chị ạ. Đây là bó nhá, làm cách thức này nhá. Đấy. Còn đắp cho anh vào vị trí bị với thân đốt là sống cổ C2 nhưng nhà hàng đặt vào vị trí như vậy. Tóc này có thể là mai thì cắt ngắn một tí nhá. Rồi, hạ xuống. Rồi, vuốt lá thật khít vào chỗ bị bệnh nhé, và cả các khe đốt sống. Có chặt quá không anh? Có chặt quá của em nhé. Thì mỗi buổi chiều nhé, có thể là chị bỏ cái lá này ra, chị sao nóng với em từ 1-5 phút nhé, rồi đổ rượu vào, đắp vào y xì này, năm ngày theo miếng nhé. Thì trong vòng từ 1-3-5 ngày đầu này nó lên một tí, vì uống thuốc và đắp thuốc vào thì bệnh nó xương nó tiếp bốt vào nhau thì bệnh nó đau tăng lên một tí, từ 3-5 ngày đau lên, từ 7 ngày đến 1 tuần về sau, 10 ngày về sau anh hết đau rồi. Anh chị em tầm 15 ngày anh có thể là tháo đai và anh là khởi động nhẹ nhàng rồi. Anh chị em tầm 30 ngày, 35 ngày là xương anh can hoàn toàn. Nhưng trong quá trình điều trị nhé, anh hạn chế quay cổ cho em nhé, tuyệt đối nhé. Đấy, cái đai này là linh vị của nhà cổ để nguyên cho em. Đấy, chế độ ăn kiêng thì em dặn của nhà thuốc của em sau nhé. 5 ngày sau 5 lần. Còn thức cái thuốc uống kia thì em dặn sau. Ăn kiêng là ăn kiêng cái gì? Cái cách uống thuốc thì trong tờ giấy thì có nhé. Đó, cách uống thuốc thì một thang thuốc này, chị đổ cho em ngập nước nhé, chị đun sủi cho em 15 đến 2 phút, uống thay nước hàng ngày nhé, 3 ngày một thang, uống thay như nước vối. Đó, này cái uống thuốc này. Còn cái lá bó ấy nhé, thì tất cả lá bó thì chị để cho em một ngăn đá nhé, không được ngăn mát, ngăn hỏng mất nhé, ngăn đá. 5 ngày sau chị bỏ cái lá này ra, từ trong ngăn đá ra cho tan, ra ngoài tầm nửa tiếng, một tiếng cho tan ra, rồi cho ăn chảo sau từ 1 đến 5 phút rồi xong em dặn chị đấy. Rồi cho một túi vải vào trong đấy, đổ rượu đủ ẩm đắp cho anh nhé. 5 ngày sau anh chị đừng vứt cái lá đi, mà thể chị ngâm rượu cho em nhé. Thì về sau ai có đau nhức thì về xương khớp, bệnh xương khớp ấy, về bong gân nhé, bầm tím đấy, giòn đánh nhé, bong sẽ tốt nhé. Thì chồng chị điều trị cho em tầm 3-4 ngày là khỏi cái vùi thân đốt thân cổ C2 nhé. Kiêng khen thì trong tờ giấy này, đẹp vào đây nó có và thuốc cho em nhé. Vâng, thì chị chăm cho anh thật tốt vào nhé. Vâng.